trungauto.vn, xưởng đỗ ô tô uy tín số 1 hiện nay. Lắp đặt màn hình Android tặng ngay camera 360, thiết bị an toàn nhất hiện nay dành cho xe hơi với 4 mắt camera 360 Sony cắm trực tiếp trên màn hình Android. Bên cạnh đó, Trung Auto cung cấp các dịch vụ độ đèn ô tô, dán phim cách nhiệt, độ cửa hít, cốp điện, bọc ghế da ô tô, độ body kit, nâng đời xe hơi. Truy cập ngay kênh YouTube Công nghệ ô tô Trung Auto để xem các video review đồ chơi ô tô. Website trungauto.vn để xem chi tiết các sản phẩm. Cận cảnh loạt xe VinFast Lux i.0 cực ngầu trong dàn áo cảnh sát giao thông. Loạt xe VinFast Lux i.0 với dàn áo cảnh sát giao thông vừa xuất hiện đã khiến không ít người tò mò. Mới đây, hàng chục chiếc VinFast Lux i.0 mang dòng chữ cảnh sát giao thông xuất hiện tại Hải Phòng đã được người dân chụp lại. Nhiều khả năng, đây chính là những chiếc xe VinFast được sử dụng làm xe cảnh sát giao thông trong thời gian tới. Theo các chuyên gia, với những thông số nổi bật trong phân khúc, những mẫu xe của VinFast hoàn toàn phù hợp với công tác tuần tra giao thông hay dẫn đoàn của cảnh sát giao thông. Tuy nhiên, hiện tại phía cơ quan cảnh sát giao thông có sử dụng xe VinFast để làm nhiệm vụ không vẫn chưa được xác nhận. Đại diện VinFast cho biết những chiếc xe đang trong quy trình thử nghiệm tính năng. VinFast Lux i.0 có kích thước chiều dài, nhân rộng, nhân cao lần lượt là 4973 x 1900 x 1500 mm. Chiều dài cơ sở của xe lên tới 2968 mm, tạo ra không gian nội thất rộng rãi, mang lại cảm giác thoải mái cho hành khách. Nội thất của VinFast Lux i.0 được tạo thành từ các chất liệu sang trọng như nhôm, gỗ và da Napa thượng hạng. Vô lăng ba chấu của Lux i.0 có khả năng chỉnh tay 4 hướng, lại tích hợp đầy đủ các nút bấm, đàm thoại và kiểm soát hành trình. Ngoài ra, hàng ghế trước chỉnh điện đa hướng cùng với hàng ghế sau có thể ngả gập linh hoạt, mang lại sự thư thái cho hành khách trên mọi hành trình. Hệ thống giải trí của dòng sedan này gồm đầy đủ các tiện ích như màn hình giải trí 10.4 inch, dàn âm thanh 13 loa, các kết nối thông minh. Điểm mạnh của VinFast Lux i.0 là hiệu suất mạnh mẽ bởi xe sử dụng động cơ tăng áp 2.0 lít i4 ở cả 3 phiên bản. Bên cạnh hiệu năng mạnh mẽ, Lux i.0 sử dụng hộp số 8 cấp tự động, hệ dẫn động cầu sau và hàng loạt các công nghệ tiên tiến. Khả năng vận hành chắc chắn của xe mang lại cho người lái những trải nghiệm linh hoạt và vượt trội. Theo thể thao 247.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website với mức giá chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.